Hello hello, mến chào quý cô chú anh chị và các bạn. Trong video clip lần này mình sẽ chia sẻ với các bạn vì sao cái cây sen đá của các bạn bị teo gốc ha các bạn ha. Và để vơ thẳng vấn đề chính ngày hôm nay luôn, ở đây mình có một cái chậu cây sen đá, chậu cây này là Sedum ha các bạn ha. Thường á các bạn hỏi mình vì sao cái cây sen đá của các bạn nó bị cái gốc của các bạn nó bị teo lại và nó chết dần dần. Đây để mình quay cận cảnh lại cho các bạn xem là cái cây sen đá mà bị chết gốc thì nó sẽ như thế nào ha các bạn ha. Đây. Nó, nó cái gốc của nó nó sẽ bị teo lại như vậy nè. Trong cái trường hợp này á, các bạn hỏi mình á là cái cây sen đá của các bạn nó đang bị cái gì, nó bị bệnh hay là bị như thế nào thì hôm nay mình sẽ giải đáp thắc mắc cái vấn đề đó luôn ha các bạn ha. Thông thường á khi vào mùa hè á cái cây sen đá của các bạn rất là dễ bị teo gốc như cái tình trạng hiện tại của cái cây si đâm này mình hiện có ha các bạn ha là vì sao là vì vào mùa hè đó nhiệt độ thay đổi nắng nóng quá mà cái ánh nắng trực tiếp đó, nó lại chiếu thẳng vào cái gốc cây của các bạn luôn thành ra nó làm cho cái gốc cây của bạn nó bị chết và cái rễ cây nó chết nó không có hút nước được thành ra cái thân cây nó bị teo lại chứ không có vấn đề gì hết ha các bạn ha và thường trong cái trường hợp này á nó rất là dễ cứu trong cái thường trường hợp mà cái gốc cây của các bạn nó bị cháy nắng mà nó bị teo lại như vậy nào nó rất là dễ cứu ha các bạn ha các bạn chỉ cần cắt ngang cái phần này đi và các bạn trồng lại như bình thường thôi là nó có thể sống khỏe ha các bạn ha tại vì cái cây này nó không có bị bệnh và lưu ý cho mình một điều là có hai trường hợp một là cái trường hợp cái cây của các bạn bị teo là do ánh nắng chiếu trực tiếp vô cái gốc nó nắng quá thành ra cái cây nó chịu không nổi nó bị chết cái rễ và sau khi cái rễ cây của các bạn nó bị chết á, nó không có hút nước được thành ra cái gốc cây của các bạn nó sẽ bị teo tóp lại dần dần luôn ha các bạn ha và cái trường hợp thứ hai á, là cái trường hợp cái gốc cây của các bạn bị bệnh bị úng nước nó chết nhưng mà cái trường hợp này á, là dễ cứu hơn là cái trường hợp là cái cây bị bệnh ha cái cây này á, nó teo lại nó không có bị bệnh gì hết là tại vì nó chỉ bị nắng quá xong rồi cái nó bị teo lại nó chết từ từ chết lên thôi các bạn ha. cái trường hợp này thì rất là dễ xử lý. các bạn có thể cắt ngang cái khúc khô này đi và các bạn ghim cái khúc mà còn tươi này nè xuống đất lại là cái cây của các bạn nó sẽ sống lại bình thường ha. các bạn thấy không? cái gốc cây của mình nó đã teo tóp lại như vậy rồi nhưng mà cái cây nó vẫn còn sống là đây là cái trường hợp bị nắng quá vào mùa hè ha các bạn ha thường xảy ra vào mùa hè nắng quá cây chịu không nổi mà ánh nắng trực tiếp lại để nó chiếu rọi trực tiếp vào cái cây của các bạn các bạn biết sao không cái cây này á, là mình để phơi nắng á, 100 phần trăm nắng luôn nắng từ sáng tới chiều luôn á các bạn thành ra là vì những cái tầng ở dưới gốc cây này nè nó không có được che chở bởi những cái tầng lá tại vì thường những cái cây si đum á nó trụng hết những cái lá ở phía góc này để nó mọc ra cái cây con mới á, thành ra nó không có cái gì che chở cho nó hết mà gặp ánh nắng trực tiếp mùa hè chiếu vô nữa thì cái ánh nắng trực tiếp đó nó sẽ làm cho cái tình trạng cái cây của bạn nếu bị chết rễ và sau khi cái cây của các bạn nó bị chết rễ thì nó không có hút được nước, thành ra là nó phải cung cấp nước từ ở dưới góc lên để nó nuôi những cái tầng từng lá trên này nè bắt buộc cái gốc của nó nó sẽ bị teo lại ha các bạn ha. Và trong cái trường hợp thứ hai, nếu mà các bạn uh, thấy cái gây, cái gốc của cái cây của các bạn nó cũng bị teo lại như vậy nè, nhưng mà cái màu nó đậm hơn, các bạn bóp vào á nó bị uh, xịt nước ra đó là có nghĩa là cái cây của các bạn nó đang bị một cái loại nấm tấn công từ ở dưới rễ lên ha. Thành ra là cái cây đó đó nếu mà phát hiện không có kịp thời là nó tỷ lệ chết của cái cây rất là cao và các bạn thấy không, cái này là do nắng nóng quá nó bị teo lại thành ra cái gốc cây của mình khi mà các bạn sờ vào nó rất là cứng nó không có bị xì nước như cái hồi nãy mà mình nói ha cái này nó chỉ bị khô thôi cái này lại khô queo lại luôn đó thành ra là có nhiều bạn thắc mắc có hỏi là không biết cái cây đó nó bị cái gì thì hôm nay mình cũng giải thích cho các bạn biết luôn là không có cái gì đâu ha các bạn ha Thật ra là chỉ vì mùa hè nắng nóng quá cái ánh nắng trực tiếp nó chiếu vào cái cây của các bạn á thành ra cái gốc cây cái rễ cây của các bạn chết và nó không có hút nước được nó không có cút cung cấp uh, chất dinh dưỡng cho cây được thành ra nó sẽ chết từ từ lên cái gốc nói nó chết thì nó không phải chết đâu Thật ra là nó vẫn còn sống nhưng mà chỉ vì cái gốc nó bị tổn thương thôi các bạn chỉ cần cắt ngang cái phần teo tóp đó và các bạn đi trồng lại là cái cây của các bạn phát triển khỏe mạnh hết các bạn ha thành ra các bạn nào mà gặp cái trường hợp này á đừng quá lo lắng. Cứ cắt ngang cái cây đi, bỏ cái khúc khô đó đi và trồng lại như bình thường. Và các bạn lưu ý cho mình một điều á là nên đem cái chậu cây của các bạn á phơi nắng ít thôi, ít hơn cái thời gian mà bạn thường thơ phơi nắng để cho cái cây nó hồi phục lại ha chứ các bạn mà phơi nắng nhiều quá đó thì có thể những cái cây khác nó cũng sẽ bị teo gốc luôn á tại vì cái gốc cây á nó không có lá nè, nó không có cái sự che chắn cho nên ánh nắng trực tiếp chiếu vào á nó thường xảy ra cái trường hợp này lắm ha các bạn ha đó là cái mình muốn chia sẻ với các bạn trong video clip lần này nếu mà các bạn có câu hỏi gì hay thắc mắc gì á thì cứ để lại bình luận ở bên dưới ha mình sẽ cố gắng trả lời các bạn trong thời gian sớm nhất có thể cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip của mình bye bye